Hãy cùng học tiếp bài 79 tương với phần 7 bài 27 quyển 2. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại từ lễ đường. Lỷ tháng. Lỷ. Lỷ. Tháng. Tháng. Lỷ tháng. Lỷ tháng. Từ này cũng có thể để chỉ phòng tổ chức hội nghị, tiệc. Chỗ này có lễ đường hay không? Trời yếu mi yếu lý tháng. Trời yếu mi yếu lý tháng. Cử hành ở lễ đường. Tại lý tháng chủy hình. Tại lý tháng chủy hình. Vũ hội, hãy nghe và nhắc lại. Ủ hội. Ủ. Ủ. Hội. Hội. Ủ hội. Ủ hội. Tham gia vũ hội. Tham gia ủ hội. Tham gia ủ hội. Lễ đường có vũ hội. Lỷ tháng yếu ủ hội. Lỷ tháng yếu ủ hội. Buổi tối hôm nay lễ đường có vũ hội. Jīn tiān wǎn shàng lǐ tāng yǒu wǔ huì. Jīn tiān wǎn shàng lǐ tāng yǒu wǔ huì. Bây giờ là từ khiêu vũ, nhảy. Tiào wǔ. Tiào. Tiào. Wǔ. Wǔ. Tiào wǔ. Tiào wǔ. Cực kỳ thích khiêu vũ. Phi chàng xì hoan tiào wǔ. Phi chàng xì hoan tiào wǔ. Khiêu vũ một chút, hãy nghe và nhắc lại. Tiào tiào wǔ. Tiào tiào wǔ. Từ tiào wǔ khi nhắc lại để nói, nhảy một chút, sẽ nhắc lại từ đằng trước, thành theo theo ủ. Theo theo ủ. Tương tự hay nói, ngủ một chút. Suy suy chào. Suy suy chào. Tắm một chút. Xí xí chào. Xí xí chào. Đi khiêu vũ một chút đi. Chú ý theo theo ủ bà. Chú ý theo theo ủ bà. Chúng mình cùng đi khiêu vũ một chút đi. Wǒ men yì qǐ qù yǐ tiào tiào wǔ bà. Wǒ men yì qǐ qù yǐ tiào tiào wǔ bà. Hãy nhắc lại, buổi tối hôm nay lễ đường có vũ hội. Jīn tiān wǎn shàng lǐ tāng yǒu wǔ huì. Jīn tiān wǎn shàng lǐ tāng yǒu wǔ huì. Bọn mình cùng đi khiêu vũ một chút đi. Wǒ men yì qǐ qù yǐ tiào tiào wǔ bà. Wǒ men yì qǐ qù yǐ tiào tiào wǔ bà. Chơi một chút là sẽ ổn thôi. Nguyên văn là chơi một chút thì tốt rồi. Wǎn wǎn jiù hǎo lè. Wǎn wǎn jiù hǎo lè. Lúc nào đi? 什么时候去?
bây giờ là từ gọi. Chào. Chào. Từ này đã học trong tên là gì? Chào sở mà mình dự. Gọi mình dậy. Chào ủa chỉ chóng. Chào ủa chỉ chóng. 6 giờ gọi mình dậy. 6 điểm chào ủa chỉ chóng. 6 điểm chào ủa chỉ chóng. Đừng gọi mình. 别叫我。别叫我。Đừng gọi nữa. 别叫了。别叫了。Mình đến gọi bạn. 我来叫你。我来叫你。Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu một lần nữa. Buổi tối hôm nay lễ đường có vũ hội. 今天晚上礼堂有舞会。今天晚上礼堂有舞会。Bọn mình cùng đi khiêu vũ một chút đi. 我们一起去跳跳舞吧。我们一起去跳跳舞吧。chơi một chút là ổn thôi. 玩玩就好了。玩玩就好了。lúc nào đi? 什么时候去？什么时候去？ Ăn xong cơm tối thì đi đi. Nguyên văn là ăn rồi cơm tối thì đi đi. 吃了晚饭就去吧。吃了晚饭就去吧。Bạn ở ký túc xá đợi mình. 你在宿舍等我。Mình đến gọi bạn. 我来叫你。我来叫你。Ừ, vậy đi. 好吧。好吧。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin hãy đến một chút xem. 请数一数。nhẹ nặng, chiêng trùng, uống cốc bia, hứa bay phí chiếu, lên mạng tra tài liệu, sang hoàng tra dữ liệu, siêu thị, trao sư. Mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱。chiếc áo phao này vừa tốt vừa rẻ. 这件羽绒服又好又便宜。giảm 20%。打八折。祝bạn sinh nhật vui vẻ。祝你生日快乐。Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu trên tập hợp lên xe. Công ty cử đến. Công sư phải lái. Từ đây đến viện bảo tàng rất gần. Chúng cho tạo bố ủ quán khẩn chỉnh. Một tòa nhà lớn màu trắng.
一座白色的大楼。có thể bảo cho cháu được không? Nâng cao su ủa mà? Thôi, mới có một tệ. Xoạn là bà, cháy khoải. Bắt đầu lên lớp, bắt đầu vào học. Khai sử sẵn cửa. Nhớ em xin nghỉ cho bạn ấy cái ạ. Rằng wo gei ta qing ge jia. Vì sao? Wei shen me? Sẽ rất sớm. Qi de hen zao. Chạy bộ. Pao bu. Vừa nãy. Gang cai. Kiên trì. Kiên trì. Quên mở máy rồi. Quảng khai chi lọ. Nhận điện thoại. Chia điện hỏa. Thi TOEFL. Khảo TOEFL. Bụng đau kinh khủng. Tủ dứ thẳng đứa lì hải. Lại kiểm tra cho anh một chút sau. Giải cái ní kiểm tra kiểm tra. Đã bị viêm đường ruột. Tớ là tráng yến. Kê một ít thuốc cho anh. Cái ní khai ý xe yào. Sao khóc vậy? Sao mà khu lở? Cảm thấy trống trải. Cảm tạo chỉ mùa. Nên buồn. Số ý nán của. Nhớ nhà rồi. Sáng cha lở. Tâm trạng. Xin chiến. Đừng buồn nữa. Biến nán của lọ. Lễ đường có vũ hội. Lì tháng yếu ủ khuẩy. Mình đến gọi bạn. Của lái chèo nỉ. Đi khiêu vũ một chút. Chỉ theo theo ủ.